Đây là khu vực phố Tây An Thượng, nằm giữa đường Phan Tứ và Nguyễn Văn Gọi, và vị trí của bất động sản ngày hôm nay. Xin chào tất cả các cô chú anh chị, Thế Nghĩa đang đi ở trên đường Phan Tô ngay khu vực lòng của khu du lịch phố Tây An Thượng, và sản phẩm hôm nay là một lô đất hai mặt tiền với tổng diện tích là 161 mét vuông hơn, nằm ngay vị trí mặt tiền là Đỗ Bí và Phan Tô. Và theo cánh tay Thế Nghĩa đây thì các anh chị có thể thấy chính là bất động sản đang cho thuê Quimax 24/7 với giá trị dòng tiền hiện tại đang được cho thuê là 35 triệu một tháng, và mặt tiền trước của khu vực đường Phan Tô là hơn 8 mét và chiều dài vào là hơn 21 mét. Tại khu vực này thì các anh chị có thể thấy là khách sạn, tòa căn hộ, và ngay sau lưng điểm nhấn nhất ở khu vực này dễ nhận biết chính là ngay sau lưng tòa Mường Thanh, một tòa khách sạn căn hộ rất là nổi tiếng ở khu vực này. Và giá trị của bất động sản này là 30 tỷ. Đấy, nếu các anh chị có nhu cầu về sản phẩm này, xin mời hãy liên hệ với Thế Nghĩa theo số hotline được hiển thị bên trên phần màn hình. Xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.